Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên nhà đất thành phố Di An, Thuận An và khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Hôm nay em Hải sẽ chia sẻ tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình một lô đất nằm trong khu dân cư tại thành phố Di An, tỉnh Bình Dương nha quý anh chị nha. Khu dân cư này nó rất là gần với trung tâm y tế của thành phố Di An, gần với ngã tư Bình Thông. Rất là thuận tiện để mình di chuyển ra đường quốc lộ 1K nha quý anh chị nha. Và lô đất mà ngày hôm nay em chia sẻ tới toàn thể quý anh chị và các bạn mình có mức giá chỉ có 2 tỷ 250 triệu thôi quý anh chị ơi. Rẻ hơn thị trường 100 triệu, chính xác là như vậy ạ. Nếu mà anh chị mình quan tâm đầu tư hay là mua ở thì hãy nhanh tay lên nha, tại vì lô đất này khả năng là sẽ bán rất là nhanh đấy quý anh chị ơi. Hôm nay em sẽ quay video thực tế để em sẽ gửi tới toàn thể quý anh chị mình. Gửi tới toàn thể quý anh chị nào mà mình đang có nhu cầu mua bán, đang có nhu cầu đầu tư bất động sản tại khu vực thành phố Di An, thì quý anh chị mình hãy tham khảo lô đất này nha quý anh chị nha. Mức giá cực kỳ tốt đấy quý anh chị ơi. Lô đất mà hôm nay em chia sẻ tới anh chị mình ở vị trí này, để em di chuyển lại em quay thực tế cho anh chị mình xem nha. Tổng diện tích là 66m2, 66m nha quý anh chị. Ngang 4m, chiều sâu là 16,5m. Tổng là 66m2, thổ cư 100% đấy anh chị ơi. Ở trên này hôm trước có một lô 2 tỷ 350 này quý anh chị, trên trục đường này luôn nha quý anh chị nha. Đã lên trên đó một xíu thôi. Còn cái lô này thì chỉ có 2 tỷ 250 thôi, rẻ hơn thị trường 100 triệu đấy anh chị ạ. Nên là nếu mà anh chị mình quan tâm thì hãy nhanh tay nha. Lô đất của mình là có hướng Tây nha quý anh chị nha. Hướng Tây phù hợp anh chị mình có cung mệnh Tây Tứ Trạch ạ. Con đường phía trước đất nha quý anh chị này. Con đường này có lộ giới 12m nha quý anh chị nha, bao gồm cả vỉa hè. Trong đây là một khu dân cư rất là ok đấy quý anh chị ơi. Hiện tại bây giờ xây dựng khá là nhiều rồi này anh chị. Đây ạ. Rồi một vị trí tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, rất là gần với trung tâm y tế của thành phố Di An. Từ đây ra trung tâm y tế Di An đâu đó khoảng 500m anh chị nha. Ra đường DT743B khoảng 100m thôi. Đây, đi ra đây, rất là gần anh chị. Ra ngã tư Bình Thông và quốc lộ 1K khoảng tầm 600-700m đổ lại nha quý anh chị nha. Dễ dàng di chuyển ha. Một vị trí rất là đẹp. Và mức giá cực kỳ tốt nha quý anh chị. Sổ sách là có sẵn, mua bán công chứng chuyển nhượng ngay đều được nha quý anh chị nha. Thì nếu anh chị mình quan tâm lô đất này thì hãy liên hệ cho em Hải nha. Đây, vị trí đất của mình là đây nè quý anh chị. Chính xác nha quý anh chị nha. Đấy. Rất là mong toàn thể quý anh chị và các bạn mình sẽ đăng ký kênh Hoàng Hải Bất Động Sản để cập nhật các cái sản phẩm đất nền nhà phố của bên em tại ba khu vực gồm thành phố Di An, thành phố Thuận An và khu vực thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh nha quý anh chị nha. Bên em chuyên nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Nếu anh chị mình có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp cho bên em. Em xin chào toàn thể quý anh chị và hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị mình trong những video tiếp theo của bên em nha.